Uyên Thi xin thân ái kính chào tái ngộ đến tất cả quý khán giả đang đón xem chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Kính thưa quý vị, món ăn ngày hôm nay là món màu vàng. Uyên Thi đố quý vị là món gì? Món có màu vàng đó là món cà ri thưa quý vị. Cà ri gà, cà ri bò, cà ri heo, cà ri thỏ, cà ri dê. Không, đó là những món cà ri mà quý vị thường nghe rất là thường phải không ạ? Hôm nay Uyên Thi chia sẻ một món cà ri mà quý vị thấy rất là lạ. Uyên Thi tin chắc rằng chắc ít có người Việt Nam nào đã ăn tới món này. Mà Uyên Thi một lần đi qua bên Thái, Uyên Thi được một người quen đãi Uyên Thi nấu món này. Nấu món này đãi Uyên Thi ăn. Uyên Thi nhìn vô Uyên Thi không muốn ăn, nhưng quý vị biết khi Uyên Thi ăn 3 tô. Như vậy là quý vị biết chứng tỏ là cái món này nó ngon như thế nào. Đôi khi có những món ăn mình nhìn không ngon nhưng mình ăn lại rất ngon. Chẳng hạn như bún mắm Việt Nam phải không thưa quý vị? Và ngày hôm nay Uyên Thi muốn nói đến đó là món cà ri cá tuna. Hoặc là gọi gọn lại là cà ri tuna thưa quý vị. Tuna curry. Thưa quý vị, cà ri tuna thì đương nhiên mình sẽ nói về cái cá đầu tiên các bạn. Cá tuna Uyên Thi sẽ dùng cá hộp. Quý vị có thể, nếu mà quý vị ăn ít, tại vì Uyên Thi ở đây là một lực lượng rất đông, 6 tới 8 người, cho nên Uyên Thi nấu nguyên một hộp này luôn. Thì nguyên một cái hộp này là nó khoảng 4 pound cá. Nhưng mà quý vị mua ở trong Costco hoặc là xem club rồi cũng không có mắc lắm, khoảng chục 10 đồng, mười mấy đồng một hộp thôi quý vị. Mình nấu như vậy cho cả nhà ăn thì Uyên Thi thấy nó không mắc. Để cho quý vị nhìn cho kỹ, nó kêu là chicken of the sea. Tất nhiên là một loại gà của biển thưa quý vị. Nhưng mà đó là cá tuna, là cá thu đó thưa quý vị. Rất là ngon. Sau khi mà quý vị mua về, quý vị khui ra, mình đổ vào một cái thau, mình xả nước vô, mình rửa cho nó sạch đi. Bởi vì nó sẽ có những cái bợn, hoặc là nó để lâu ngày, cho nên mình phải rửa lại cho sạch. Mình xả cho sạch nước, sau đó mình vắt bớt đi. Đừng có vắt quá khô, vắt bớt đi. Mình để ra đây. Thì ở đây là Uyên Thi ở dưới có một cái thau nhỏ nữa. Cho nên nhìn đó thì quý vị nhìn đúng là người ta kêu là chicken of the sea. Mình nhìn giống như thịt gà vậy đó, nhưng mà thật ra nó là cá. Thì kế tiếp bây giờ mình làm sao để mình chế biến cái cá này. Uyên Thi sẽ dùng nửa củ hành tây và Uyên Thi sẽ cắt hạt lựu. Nha, Uyên Thi sẽ cắt hạt lựu để mà Uyên Thi xào cái hành tây này. Nửa củ thôi thưa quý vị. Uyên Thi vặn cái lò này lên đã chứ. Đó, Uyên Thi dùng một cái chảo sâu lòng. Quý vị có thể nấu trong nồi cũng được, nhưng mà Uyên Thi muốn dùng chảo để nó cạn một chút để cho quý vị coi cho nó rõ đó. Thành ra Uyên Thi dùng cái chảo. Và sau khi mà Uyên Thi cắt thì quý vị thấy là nó giống từng hạt lựu, nó rất là đều. Đó. Đó là cái cách cắt hạt lựu rất là nhanh phải không thưa quý vị? Rồi nửa củ hành tây. Uyên Thi sẽ cho vào đây khoảng chừng 2 cho tới 3 muỗng canh dầu ăn. Bởi vì quý vị biết là cái cá tuna này nó đâu có mỡ dầu đâu phải không ta? Thành ra mình cho nhiều dầu một chút cũng không sao. Thịt thì mình cho ít dầu mỡ lại, còn cái này cá tuna. Đó. Ở đây thì Uyên Thi cũng để sẵn một cái nồi để mà một chút nữa mình trụng rau để mà mình ăn. Khi mà cái lò này quý vị vặn lửa lớn rồi thì đầu tiên hết chúng ta cũng sẽ cho vào tỏi. Khoảng 2 muỗng cà phê tỏi nha thưa quý vị. 2 muỗng cà phê tỏi. Uyên Thi sẽ xào lên cho nó thơm. Khi mà tỏi bắt đầu thơm rồi Uyên Thi cho hành tây vào. Quý vị biết khi mà mình đã có cái căn bản nấu ăn rồi đó. Nếu mà quý vị nào đã thương yêu chương trình Bếp Nhà Ta Nấu mà ngày xưa chưa biết nấu ăn, mà đã coi Uyên Thi trong vòng 8 cho tới 10 năm nay, nghe Uyên Thi trên đài radio rồi coi Uyên Thi nấu ăn nữa, thì Uyên Thi bảo đảm quý vị đó phải nói giỏi hơn Uyên Thi nữa, chứ không phải là như Uyên Thi đâu. Bởi vì Uyên Thi không có ai dạy hết, Uyên Thi phải đi tới trường học. Trường học thì nó không bằng trường đời. Trường học là mình có những cái căn bản của đầu tiên khi mà mình bước vào bếp thôi. Nhưng mà mình không có những cái kinh nghiệm hư hoặc là đổ như là ở trường đời. Cho nên cái trường học và trường đời nó phải đi đôi.
Và Uyên Thi đã bỏ rất nhiều công sức cũng như thời gian ra để mà Uyên Thi có được kinh nghiệm của ngày hôm nay. Thì quý vị nào mà đã từng coi Uyên Thi trong vòng những cái thời gian qua đó, thì Uyên Thi tin chắc quý vị bây giờ rất là giỏi. À, và riêng bản thân Uyên Thi á, thì đôi khi Uyên Thi đi ăn, Uyên Thi chỉ cần ăn qua cái món ăn đó là Uyên Thi về, Uyên Thi có thể chế biến từ 8 cho tới 9 phần 10 cái món ăn giống như là cái món ăn Uyên Thi đã ăn, mặc dù Uyên Thi chưa bao giờ nấu qua món đó. Thì cái món này cũng vậy, là Uyên Thi cũng đã đi ăn, nhưng mà tại vì mới quen cho nên Uyên Thi không có dám hỏi người ta là nấu như thế nào. Nhưng mà Uyên Thi ăn thì Uyên Thi nghiệm ra như vậy. Và sau khi mà quý vị thấy hành đã thơm nè, tỏi thơm rồi thì bắt đầu quý vị cho cá vào, quý vị xào. Đó. Đó. Khi mà quý vị cho cá vào, quý vị đừng có sợ nó bể. Bởi vì cái cá này một hồi nữa là nó cần phải coi như là nó sền sệt ra, chứ nó không có cái, thưa quý vị. Cái cá có thể nó nát ra cũng được, không sao hết. Đó, mình xào đều lên. Lúc này quý vị có thể nêm vào, quý vị đừng nêm tiêu nha. Uyên Thi để ý, Uyên Thi ăn, Uyên Thi thấy không có tiêu cho nên mình không có nêm tiêu, mà mình chỉ nêm vào muối, nước mắm và đường mà thôi. Uyên Thi cho khoảng nửa muỗng canh muối. Uyên Thi xin lỗi, nửa muỗng cà phê muối. Uyên Thi nhớ là cái này nó làm là hơi ngọt ngọt, cho nên mình cho nhiều. Tại kiểu Thái là lúc nào nó cũng hơi ngọt ngọt thôi quý vị. Uyên Thi cho nhiều một chút là 2 muỗng canh đường. Cái này là chỉ có nửa muỗng canh thôi quý vị. Là 4 muỗng đó đó, thì là 2 muỗng canh đường. Rồi. Lúc này Uyên Thi sẽ cho vào nước mắm nè. Mình sẽ cho vào khoảng chừng 2 cho tới 3 muỗng canh nước mắm nha thưa quý vị. Bởi vì một chút nữa mình còn cho nước dừa nữa cho nên nó sẽ lạc xuống. Rồi nếu mà mình thấy mà hơi lạc thì mình cho thêm. Ở đây Uyên Thi cho trước 2 muỗng canh nước mắm. Rồi Uyên Thi xào. Sau đó Uyên Thi bắt đầu cho cà ri vào. Nếu quý vị nào không tìm được cà ri Thái Lan, đây là một cái loại cà ri Thái Lan đặc biệt của bên Thái mà Uyên Thi mua từ bên Thái về. Nếu mà quý vị nào không mua được cái cà ri này thì quý vị có thể lấy cà ri bột, cà ri dầu, cà ri bột của Việt Nam mình cũng được nha. Đó, quý vị có thể bỏ bằng cà ri dầu hoặc cà ri bột cũng được. Bây giờ Uyên Thi sẽ khui cái cà ri paste. Cái này là cà ri paste của Thái Lan. Và Uyên Thi sẽ cắt nó. Cà ri của Thái Lan rất ngon thưa quý vị. Mà giống như anh Huy Thu Hình ảnh nói là Việt Nam mình cứ thích ăn cà ri. Thì Ấn Độ là cà ri nổi tiếng, nhưng mà người Việt Nam mình lại không thích hợp cà ri của Ấn Độ, mà người Việt Nam mình chỉ thích cà ri của Thái Lan ăn ngon hơn là cà ri Ấn Độ. Đó. Rồi, Uyên Thi sẽ cho thêm nè ớt bột thưa quý vị. 2 muỗng cà phê nghệ bột, 2 muỗng cà phê. Rồi, chưa xong, Uyên Thi sẽ cho vào một ít cà ri dầu Việt Nam mình nha. Nếu mà quý vị lấy cà ri dầu Thái Lan cũng được. Đó, Uyên Thi sẽ cho vào. Rồi, bây giờ Uyên Thi sẽ xào đều lên. Và Uyên Thi sẽ cho vào một miếng muối, một miếng nước nha thưa quý vị. Để cho nó thấm cái này, cũng như nó tan cái bột cà ri ra. Nước đây là nước sôi Uyên Thi nấu thôi. Rồi. Lúc này Uyên Thi mới bắt đầu cho tiếp cái phần nước cốt dừa vào. Uyên Thi sẽ cho vào 2 lon nước cốt dừa. Tại cái cá này nó đã chín rồi cho nên quý vị cũng không cần nấu lâu lắm đâu. Đó. Bây giờ Uyên Thi sẽ nấu cho nó
sôi cái này cũng như nấu riu riu để cho nó thấm gia vị. Và mong rằng quý vị đừng rời màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Sau khi mà Uyên Thi dùng khổ qua này, Uyên Thi cắt mỏng ra cũng như là rau muống thưa quý vị. Uyên Thi cũng sẽ trụng sơ cái rau muống này để một chút nữa chúng ta ăn với lại cà ri cá thì quý vị sẽ thấy nó rất là đặc biệt mùi vị. Mong rằng quý vị đừng rời màn hình, trong một vài phần thông tin thương mại Uyên Thi sẽ trở lại với món cà ri tuna. Cảm ơn quý vị đã vẫn giữ màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu với món cà ri tuna thưa quý vị. Tất nhiên là cà ri cá mà bằng cá tuna. Thì hồi nãy Uyên Thi có nói rằng là Uyên Thi sẽ trụng khổ qua cũng như là Uyên Thi sẽ trụng giá và trụng rau muống thưa quý vị. Đây là những món ăn phụ cho những cái rau cải cho món cà ri, thay vì mình nấu cà ri gà là mình phải bỏ khoai tây hoặc là khoai lang vô, thì bây giờ cà ri cá tuna chỉ nấu hoàn toàn là cà ri cá và sau đó mình ăn phụ là những cái món rau cải này. Và Uyên Thi trụng rau được rồi, Uyên Thi vớt ra. Và tất cả những món ăn, những món rau này đó, hoặc là cà ri cá tuna đó, mình ăn không cần ăn nóng nha thưa quý vị. Ăn lạnh. Tại vì lúc mà Uyên Thi, không phải là ăn lạnh mà ăn nguội, lúc mà Uyên Thi được người ta đãi đó là đồ nó rất là nguội. Và Uyên Thi sẽ xả sơ cái rau muống này để cho nó bằng nước lạnh, để cho nó xanh đó thưa quý vị, không có bị đen đó. Khi mà mình trụng xong thì mình xả lại. Rồi. Và Uyên Thi sẽ để đây để cho nó ráo nước. Và trở lại trên cái dĩa ăn rau ăn phụ đó thì Uyên Thi trong cái cà ri này đó, lúc mà Uyên Thi nấu đó, nhà Uyên Thi có một cây chanh Thái Lan đó thưa quý vị, cái lá chanh Thái Lan nó cao qua nóc nhà luôn rất là nhiều. Cho nên mỗi lần nấu cà ri Thái Lan hay là gì Uyên Thi bỏ vài lá chanh này vào cho nó thơm. Thì hồi nãy Uyên Thi đã bỏ 3 lá rồi, giờ Uyên Thi cho thêm 2 lá để cho quý vị thấy. Và quý vị thấy bây giờ cái cà ri nè, nếu mà quý vị nấu một hồi đó, cái cà ri, cái cá này nó nát ra, nó hòa chung với cái nước cũng rất là ngon, không có cần phải mà nó nguyên thủy. Tại vì cái tuna này nó như vậy thưa quý vị. Như vậy đó mà một chút mình ăn, mình nhìn nó rất là đơn giản, rất là dễ hơn cà ri gà nữa thưa quý vị. Ăn rất là ngon, nhưng mà cái phần vật liệu phụ thì mình làm nó hơi lắc nhắc một chút. Bây giờ Uyên Thi bắt đầu chuẩn bị cho cái phần vật liệu phụ nè. Ở đây quý vị sẽ thấy là Uyên Thi có giá sống. Ai thích ăn giá sống thì ăn. Giống như Việt Nam mình á, ăn bún cà ri cũng bỏ giá, bỏ rau xà lách vô. Có thêm vài lá rau thơm để nếu mà người nào muốn ăn bỏ vô. Uyên Thi có dưa leo. Uyên Thi cắt làm hai, bỏ hết ruột và Uyên Thi thái ra thành từng những miếng nhỏ, Uyên Thi để nguyên thủy. Ở đây mình có giá trụng. Đây là giá trụng thưa quý vị. Uyên Thi sẽ để vô ngay đây. Uyên Thi để ngay giữa đi, tại vì rau muống với lại dưa leo nó màu xanh á. Với lại khổ qua chứ. Rồi, giá sống, giá trụng và Uyên Thi sẽ để khổ qua. Khổ qua Uyên Thi cũng đã trụng sơ rồi thưa quý vị. Để đây. Và đương nhiên chắc chắn rồi mà không quên cái ớt phải không thưa quý vị, cái ớt hiểm Uyên Thi đã thái sẵn. Đó. Để cái khổ qua đây. Bây giờ để Uyên Thi xịt nước mắm vô giữa. Để quý vị nào ăn mà muốn ăn mặn thêm đó thì mình chan chút nước mắm với lại ớt. Rồi. Bây giờ ở bên này là Uyên Thi sẽ để cái rau muống. Rau muống đã được trụng sẵn rồi. Đó. Và đó là cái dĩa rau, quý vị thấy hấp dẫn chưa? Đó. Có thể Uyên Thi sẽ để cái chén này nó cao lên một chút để cho quý vị thấy. Đó. Rồi bây giờ tới cái phần kế tiếp để phụ nữa mà Uyên Thi làm rồi. Nhưng mà bây giờ Uyên Thi giờ lấy ra cho quý vị coi. Dưa leo và củ hành tím. Củ hành shallot, tất nhiên là hành hương đó thưa quý vị. Uyên Thi thái ra từng miếng mỏng mỏng nhỏ như vậy, mỏng như vậy. Rồi Uyên Thi ngâm với lại dưa leo. Mình cũng thay vì thái mỏng như vậy thì Uyên Thi cắt cục cục. Uyên Thi ngâm với lại giấm
đường và để ra đây ăn. Cái món này là cái món mà Uyên Thi nghĩa là chú trọng nhất trong cái bữa ăn mà kỳ mà Uyên Thi đi Thái Lan, mà người ta mời ra bao nhiêu dĩa Uyên Thi ăn hết, tại vì nó chua chua, nó làm cho cái vị của cái cà ri nó rất là ngon và nó thơm của mùi hành đó thưa quý vị. Đó, rồi ở bên này là đồ chua, quý vị có thể ăn chung luôn, ăn kèm. À, đây là quý vị thấy hai món rồi. Bây giờ Uyên Thi sẽ múc cà ri ra cũng như là lấy bún ra. Vâng, và bây giờ Uyên Thi sẽ múc cái cà ri ra tô thưa quý vị. Cà ri là được rồi, tại vì cái này nó rất là nhanh và mình nấu là nó chỉ nóng thôi. Nó chỉ giữ nóng như vậy và chúng ta chỉ múc ra tô thôi. Quý vị thấy nó chỉ là cà ri tuna thôi, không có cái gì hết. Nếu mà quý vị nào thích ăn cay như là anh Huy hồi nãy anh nói là cà ri ngon là phải cay, thì nếu mà quý vị nào thích ăn cay thì mình bỏ thêm ớt vào. Và quý vị nhớ là khi mình chúng ta ăn bún á, thì chúng ta nấu lỏng lỏng như vậy thì nó ngon hơn nha. Rồi, không có bỏ hành ngò gì nha quý vị. Và bây giờ Uyên Thi sẽ ăn thử nha. Uyên Thi sẽ bỏ nè một chút giá nè và bún nè, rồi Uyên Thi sẽ cho khổ qua nè, dưa leo nè, thì cho đủ thứ vô, rau muống nè, rồi sau đó Uyên Thi sẽ múc cà ri vào. Và bây giờ mình có quyền ăn thử. Và trước khi ăn cái này đó thì Uyên Thi sẽ cho cần nhất là cái dưa leo và cái hành hương này. Không có mấy cái này nó mất ngon thưa quý vị. Đồ chua. Đó. Và bây giờ mình sẽ trộn lên để mà mình ăn. Wow. Thật ra nó giống như rau cải nhiều hơn là cá phải không thưa quý vị? Mời quý vị nha. Nếu Uyên Thi nói với quý vị rằng là không có cái gói cà ri của Thái Lan thì cái món này nó bớt đi khoảng chừng một nửa vị ngon thưa quý vị. Bởi vì cái cà ri Thái Lan nó rất là thơm. Nó thơm một cách lạ lắm. À, hình như nó có mùi vị của chanh, của những cái gia vị Thái Lan đó, nó rất là thơm. À, còn cái cà ri Việt Nam mình đó, thì nó thơm cái kiểu khác. Cho nên nếu quý vị tìm được cà ri của Thái Lan, quý vị nấu món này mới ngon. Và Uyên Thi mong rằng quý vị sẽ thành công trong món một món ăn mới để cho gia đình mình có một buổi ăn lạ miệng và vui tươi hơn, hạnh phúc hơn. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới với một món ăn mới của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Chúc quý vị một tuần lễ mới nhiều thành công và nhiều hạnh phúc.